bây giờ anh hỏi là bây giờ một cái phòng là bao nhiêu mét vuông? Phòng này tầm khoảng 12-13 mét vuông. Phòng này 12-13 mét vuông. Theo bác Thành phòng này bao nhiêu mét vuông? Gần 20 mét. Phòng này có tầm 20 mét vuông. Gần 20 mét vuông, 20 mét. Rộng nó nhìn đây rưỡi, một cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ là 12 mét vuông, phòng ở dưới nhà 12 mét vuông. Một cái diện tích phòng mà người ta bây giờ nếu như máy để đảm bảo cái điều kiện, mọi người nhớ này, để đảm bảo điều kiện mà khi lắp một cái điều hòa, bây giờ người ta về quê người ta bảo là tính cho tôi là cái phòng này lắp cái máy 30.000 thì vừa, 30.000 thì vừa. Thế giờ như một cái phòng này bình thường là lắp còn 9.000 là vừa. Cái diện tích của nó, cái máy 9.000 nó quy định là từ 15 mét vuông đến 18 mét vuông là phù hợp. Còn phụ thuộc vào cái nhà đó là nhà trần hay nhà lợp bạch tôn. Nếu nhà bạch tôn thì phải làm một cái máy 12.000 BTU. Như nhà trần, ví dụ như nhà này mà lắp đằng sau không ảnh hưởng đến ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp, thì hoặc phòng rộng hơn con này vẫn lắp chỉ mình lắp 9.000 vẫn lạnh bình thường. Okay. Hiểu chưa? Nhưng mà đấy là không có mặt trời ấy. Như bình thường như cái phòng này là phải lắp 12.000. Vì tại sao? Vì cái nhà này nó là tầng 4, lắng tiếp xúc, lắng trực tiếp từ trên này xuống và soi trực tiếp bên kia vào. Nếu như cái nhà là cái phòng này nó ở tầng 1, lắp 9.000 dùng được. Thế thì đi đến làm khách hàng, người ta gọi đi khảo sát cho tôi cái này để tôi lắp điều hòa. Mà mình là kỹ thuật, mình không phát ngôn chuẩn. 18.000 nó từ ít nhất là 30 mét vuông trở lên. Còn diện tích phòng từ 22 đến 23 mét vuông đổ xuống thì lắp cái 12.000 là phù hợp. Còn phụ thuộc vào thực tế, tại sao là người ta bỏ điều hòa của tôi tiết kiệm điện, điều hòa inverter. Nhưng tôi chỉ nói các bạn là các bạn hiểu inverter là gì và tiếp kiệm điện ở chỗ nào. Bây giờ một nhà người ta là cái nhà mái tôn, bưng vách tôn mà nó giữ ở cánh đồng cái đi. Tôi chỉ hỏi các bạn lắp con đấy liệu có tiết kiệm điện hay không? Trả lời cho tôi. Không. Tại vì lắp ở đấy là tại vì nó tốn nhiều nhiệt mà nó chạy nhiều hơn. Chạy 24. Nó thoát hết nhiệt ra ngoài còn đâu mà mát. Thì thế nó chạy nhiều mà nó tốn nhiệt. Nó ví dụ cũng một cái căn phòng như này, như lắp ở cái nhà này thì 9.000 kể cả tầng 4 có thể vẫn mát. Vì người ta dựa được hai vách hai bên, nó không tiếp xúc nhiệt. Mình phải phân tích cho khách hàng với cái khoa học, với cái mình có được thực sự là người thợ, chứ không phải phân tích theo một cái là nói ba lăng quăng, đúng không? Thế là khách hàng bảo là bây giờ tôi muốn lắp, tính toán cho tôi lắp cái phòng 2 mét vuông. Nếu 20 mét vuông có thể là lắp máy 9 vẫn ok. Như tư vấn người ta là cô lên lắp máy 12. Tại sao cho lại tư vấn cô lắp máy 12? Một cái máy 9 nó chạy 1 tiếng nó mới mát phòng. Một cái máy 12 nó chỉ chạy tầm khoảng nửa tiếng mát phòng. Hai thằng, một thằng chạy từ ví dụ từ đây về phòng, một thằng chạy xe 100 phân khối nó mất 3 lít xăng. Thằng chạy con 50 về đến Hải Phòng cũng mất 3 lít xăng. Đúng không? Cùng một quãng đường. Nhưng cái thằng nó chạy 100 cây thì nó về nó nghỉ chán rồi, thì bao giờ cái sức khỏe của nó sẽ tốt hơn cái thằng mà chạy mãi đến nơi. Mình phải hiểu một cái luật định rất đơn giản là thực tế. Với cái thứ hai là gì? Bây giờ một cái ngôi nhà của người ta lắp tầng 1 khác, người ta lắp tầng 3 khác, tầng 4 khác. Nhưng nếu như mình bán máy cho người ta, tôi chỉ nói các bạn này, rất nhiều trường hợp giờ khóc giờ cười, bán máy cho người ta đến tư vấn người ta cô là con này lắp máy 9 được, nhưng thực tế ra là lắp xong nó không mát rồi, nó không mát rồi, nó nóng hai bên thì là đến 11 giờ đêm sờ trong tường vẫn còn mẹ vẫn còn ấm tay, thì hỏi cái máy 9 có làm việc không? Không thể làm việc nổi, mà lúc đó phải làm việc máy 12 trở lên mới làm việc được. Giữa cái công suất của cái máy 9 và cái máy 12 và giá tiền nó chênh nhau không đáng kể.
thì mình phải tư vấn cho người ta cái để người ta hiểu được. Ví dụ sau này cô cũng muốn chuyển phòng to hơn, cô vẫn ứng dụng được, đúng không? Bây giờ nếu như cái phòng bé như thế này lắp con máy 12 vào đây thì nó lạnh rất nhanh, mà nó lạnh nhanh thì nó phải nghỉ nhanh, đây là nguyên tắc thôi, đúng không? Nhưng nếu như mình tư vấn người ta lắp cái máy 9 vào đây là mình tự mình giết mình trước. Nếu không bán máy cho người ta là không chết, cậu sẽ mất tiền mang máy về, đúng không? Vì lắp bây giờ không mát, anh nó ở quê sẵn sàng nó đến nếu mà mang thì mang máy về. Nhưng ra siêu thị ông thích lắp máy gì đấy, gọi nó mua giả liền về biến thuê người lắp xong, đúng không? Ở quê đến tìm anh đến lắp cho chú cái đầu này, nếu không được cháu không được, chạy xong đến cuối năm mới trả tiền cơ. Mày không bỏ hành được gì bê máy về, tao không có tiền cả, đúng không? Cái đấy là cái chính xác luôn chứ không phải là cái hư cấu. Cái đấy không phải cái hư cấu, mà cái hư cấu nhất là cái khi người ta xác định được là mắt là phải tính diện tích phòng. Đơn giản là cái diện tích phòng từ 15 đến 18 mét vuông thì lắp cái 9 là phù hợp. Từ 18 đến 22 đến 24 mét vuông thì lắp cái 12. Còn từ cái 2 từ cái 3 mét vuông đổ xuống thì lên lắp cái 18 hoặc cái 24. Lúc nào mình cũng phải tính cho người ta dư công suất một tí thì cái máy người ta rất bền. Nhưng em không tính được công suất thế em chỉ học đại khái thôi. Mai tí nó lên mạng, tất cả mọi người còn mọi người nữa đào cái tính diện tích phòng là công thức lắp điều hòa về để mà tham khảo, để mà lắm cái đấy. Cái đấy là cái rất đơn giản, ngày nào cũng vào mạng nhưng cái đấy các em không tận dụng được cái yếu tố đó, đúng không? Nó có cái diện tích phòng này lắp bao nhiêu mét vuông này, nhà sản xuất này tính máy 9 lắp bao nhiêu mét vuông, máy 12 lắp bao nhiêu mét vuông, và đẩy ngang được bao nhiêu mét vuông, đẩy ngang được bao nhiêu mét đồng, và đẩy từ trên xuống bao nhiêu mét, đẩy dọc được bao nhiêu mét, đúng không? Thì mình phải lắm được cái đó, mình là kỹ thuật mình phải lắm được, mình phải lắm được thông số đó, chứ không phải là cái vấn đề là mình chỉ nhìn thấy người ta lắp là mình lắp. Cái người khảo sát rất quan trọng, người khảo sát cực kỳ quan trọng, người khảo sát cái máy và là người tư vấn cái phòng này của nó lắp con 12 ông bảo người ta lắp con máy 9 ông chết rồi, lắp bao giờ cũng tư vấn công suất lớn lên một chút thì bật lên con lạnh ngay. Bắt buộc phải lắp công suất to hơn thì máy sẽ bền. Mà cái hai này bây giờ các em phải hiểu rằng này, không bao giờ người ta, cái người Việt Nam mình có cái gọi là công thức là này, và bật điều hòa trước khi đi ngủ, mà thường là treo lên giường cứ bật điều hòa, thằng kia hết việc để làm chưa, treo lên giường mới có mới bắt đầu bật điều hòa, thì bật điều hòa đến khi mà ngủ say thì điều hòa vẫn chưa mát. Vì tại sao? Cái điều hòa đó, cái phòng thì nó nóng đúng không, cái phòng nó nóng hầm hập này, thì làm sao mà mình nói là với nhau làm sao mà khi bật lên nó mát được đấy. Nhưng khi mình hướng tới khách hàng, khi mình lắp xong mình cô trước khi đi ngủ cô bật trước 15 phút, cô vào phòng cô ngủ nó sẽ mát ngay, thì người ta nói à đấy nó mới là người thợ có chuyên môn. Tư vấn cho người ta như thế để người ta hiểu, bao giờ người ta hỏi là đúng rồi phải bật trước. Vì tại sao người ta bệnh ở người ta nghe phải đi ngủ bật điều hòa chứ bật trước, bảo cô bật trước khi cô vào ngủ để điều hòa đủ lạnh rồi nó ngắt. Nhưng khi cô bắt đầu cô đi ngủ cô bật thì nó chạy thì lo còn lâu mới ngắt được, đúng không? Đấy là cái mà người thợ người ta có kinh nghiệm, bao giờ người ta cũng tư vấn trước, mà những cái tư vấn lúc nào cũng được lòng khách hàng, một khách hàng dùng bao giờ cảm thấy ok ông thợ này chuẩn với cái kinh nghiệm đấy. Ăn nhau ở cái kinh nghiệm chứ không phải ăn nhau ở cái treo lên và đặt xuống. Treo lên và đặt xuống người đang làm được, người con người khác làm. Nhưng vấn đề để khách hàng sử dụng được một người thợ, người ta hài lòng, người ta xứng đáng bỏ một cái đồng tiền ra người ta trả. Tại sao có những thợ người ta đến trả làm gì cả, người ta chỉ cần kiểm tra qua người ta vẫn lấy được 200.000 tiền công với dịch vụ, nhưng độ khách hàng hài lòng 100%. Nhưng có những khách ông thợ thì làm từ sáng đến trưa lấy 200.000 người ta không muốn trả, vì không toàn làm cho người ta bực mình một người thôi. Đấy là những cái, đấy là cái cần phải học, chứ không phải là những cái là mình phải làm vì đấy mà là làm. Nghề kỹ thuật của mình làm trên phương diện là gì? Làm trên cái phương diện mình hiểu biết, làm trên cái phương diện mình tư vấn cho khách hàng. Mà tư vấn cái đó là tư vấn cái lợi cho khách hàng, là cái đúng, chứ không phải mình bán cái sản phẩm đa cấp để mình tư vấn để cho người ta cảm thấy là mình đang bán hàng. Mình không bán hàng gì hết. Còn tư vấn khách hàng có quyền dùng thử, dùng cảm khách hàng cảm ok thì dùng, không ok dùng truyền thống như các cô vẫn đang dùng bình thường. Mình mất gì đâu, đúng không? Vì cái đấy là cái sản phẩm của người ta đang dùng,
mình chỉ tư vấn những cái gì nó đúng, nó hiển hữu là nó mình đang sử dụng và mình là thợ kỹ thuật, mình làm mình cảm nó tốt thì mình tư vấn cho người ta để người ta sử dụng tốt, để người ta nhớ người thợ đó là người thợ có chuyên môn thực sự, người thợ đó là người thợ tốt. Đấy mới cái là cái mục tiêu mình cần phải đặt tiến, chứ không phải cái mục tiêu của mình là gì, không phải cái mục tiêu của mình là đến là cơ hội đầu cổ là đến bắt bệnh. Đơn giản những về điều hòa là chỉ cần đi qua tay đưa lên là đã biết là nó có lạnh được hay không. Ví dụ một con điều hòa rất xa, bây giờ muốn kiểm tra cục nóng người ta mất lạnh, nhưng ở bên trong nhà cũng có thể kiểm tra được đến đạt khoảng 70% con cục nóng nó có vấn đề gì không, chưa cần phải trèo ra ngoài. Đấy. Chứ bây giờ nếu như mình làm mà mình cứ dập khuôn theo một cái rằng là à phải thế này thế kia là chết, nhưng cái dập khuôn đó là phải theo cái kinh nghiệm mình đi làm, mình trải nghiệm, mà cái lão của mình phải hoạt động, mình phải tư vấn cho khách hàng đó. Mình phải tư vấn cho khách hàng là nếu như cô sử dụng điều hòa, cô muốn tiết kiệm điện, cô bật cho cháu thêm một cái quạt, thứ nhất là không bị viêm họng, cái hai là cái điều hòa nó sẽ có hiệu quả là lạnh nhanh, làm cái không khí điều hòa nó sẽ thổi thẳng xuống, khi gặp quạt nó sẽ hòa tan, nó sẽ làm mát phòng nhanh hơn. Nhiều người bảo đã dùng điều hòa bật quạt tốn điện đến chết, nhưng người ta không hiểu, người ta không hiểu cái đấy. Đến nói là có những người dùng điều hòa đến hỏng điều hòa nhiều đời rồi cũng chưa bao giờ hiểu, cổ hủ. Như mình phải phân tích được giữa cái bật quạt nó có lợi gì, mình phải thuyết phục được cho khách hàng để khách hàng người ta cảm nhận được, người ta sử dụng người ta cảm nhận được là đúng. Ồ, cái đấy mình cảm nhận được là đúng thì người ta mới ghi nhận cái là lần sau tự người khách hàng đó sẽ tìm lại mình, mình không qua đi tìm khách hàng được. Đấy. Mà khách hàng nó sẽ tìm lại mình, người ta sẽ nhớ là cái ông khách đấy, ông thợ đấy làm rất chủ đáo, tư vấn rất tốt, rất nhiệt tình. Đấy. Đấy là một cái mà cũng là mang lại cái công việc cho mình. Tại sao đó là có người có việc, có người không có việc lo chỗ đấy. Nên là muốn nhấn mạnh với tất cả mọi người làm cái gì cũng vậy, là cũng phải tư vấn những cái mà mình không phải bán sản phẩm, mà tư vấn cái để mình hiểu biết, cái mình bán cái đấy là cái trí lão của mình, trí tuệ của mình để mình lấy tiền. Đấy. Chứ không phải là cứ trèo lên thang mới lấy được tiền, mà đôi khi chỉ cần đi qua hướng dẫn người ta cũng đã lấy được tiền rồi. Đấy là mình bán chất xám. Chất xám của mình phải bỏ ra hàng ngày. Đấy. Nên là chứ không phải là bây giờ đi lắp điều hòa người ta bảo thế thì các cháu làm bẫy dầu làm gì, cái này để sao nó không đi thẳng đi còn đi lại lắm vòng thế này chứ dài lắm. Đấy là những cái đấy là mình cần phải có những cái thuyết phục khách hàng. Đang lắp xong rồi mình tư vấn trôi, rồi gặp thằng hàng xóm đi qua, ui ông để kia ông để này, không trông nó trôi để cho dài được không, nhưng mình tư vấn khách hàng như thế nào, đặt vào cái vị trí nào nó phải phù hợp, chứ không để trước cửa người ta mà để lòng vòng trong những cái vòng hoa đéo ai người ta chấp nhận được, đúng không? Mình phải để như thế nào là hợp lý, anh đó để như hợp lý, đấy là cái nào, cái đấy là cái quan trọng. Bây giờ vẫn bây giờ để là xong nó